Ok, đây sẽ là tiếp theo. Quân cho cà thà. Pơ cà thà. Pơ xiang cưới thôi. Pergata đâu rồi? Perseang là quân của chúng ta. Bên phải là Perseang, đây là mình Kata của Tếu và đây là mình Perseang của game thủ Simak. Kata sẽ phải cần xe cho trận đấu này. Ai đấy? Quân còn cái quân chém thôi. Được cái trận đầu tiên Ezip cầm cung. Có những bài tàu tôi xin mang rồi. Boy à? Không phải là bài thay, con rồi. Đất. Hai con đây. Đâu? Nó bình thường thì vẫn là không vẫy tay. À vẫy tay là một con mà. Không vẫy tay mới là hai con. Kiểu gì ở chỗ kia nó con nữa. Hoặc là trường hợp mà thấy con voi không vẫy tay thì thấy một con vẫy tay. Đấy. Đánh tay tàu thì tôi xin băng nhưng mà quả đầu đấy. Chắc trong một kia đó. Tính ra bên kia nó xem cái gì khác không phải xem bơi. Bầy hươu, bầy hươu 6 hay 7 con gì đó. Con nó sát đi rồi. Đây, trong đây. Úi giời, quả này đẹp. Xiềng này hai bà. Bó về là xiềng này ngoài 13 giờ thì chịu rồi. Vâng, vậy là game bạn đã đợi hết rồi. 21 và 23 nông dân đến từ thành viên của phía Game TV. Ok, xi măng thì người lên đời vòng sau một vạch vạch dài. Kinh thật. Ok,
Vâng, quá khoai trận đấu này. Trời ơi, bài ông lắc bơ kìa. Bài ông lắc, anh em thấy bài game thủ Thành Lắc lắp con voi. Nó cứ vã 2L. Vâng.